Thưa quý vị, trong 2 ngày qua, trên địa bàn phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, liên tiếp xuất hiện các hố tử thần trong khu dân cư. Hôm qua, tại phòng hát karaoke của hộ, một gia đình trên địa bàn cũng đã có hố tử thần gây thiệt hại về tài sản và khiến cho người dân lo lắng. Hố tử thần này có gì đặc biệt mà tại sao lại xuất hiện tại phòng hát? Hãy cùng đến với thông tin ngay sau đây. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày tại phòng hát karaoke, nhà ông Trần Hữu Ba, trú tại tổ 1, khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, xuất hiện một hố tử thần. Qua kiểm tra, hố tử thần này có hình tròn, đường kính 3m, sâu 4m. Sau khi hố tử thần xuất hiện đã kéo theo một chiếc bàn, TV, bộ loa tụt sâu xuống lòng đất. Theo lãnh đạo cơ quan chức năng thành phố Cẩm Phả, khu vực căn hộ của gia đình ông Trần Hữu Ba có thể nằm trên một rãnh nứt. Trước đây tại căn nhà này cũng đã xuất hiện một hố tử thần, tuy nhiên không gây hậu quả về người. Sau đó, cơ quan chức năng đã phối hợp với gia đình để tổ chức khắc phục. Tuy nhiên, đến trưa 23 tháng 6, lại xuất hiện một điểm sụt. Để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân, lực lượng chức năng thành phố Cẩm Phả đã bố trí cắm biển cảnh báo, ngăn người dân qua lại. Cùng với đó, đơn vị huy động phương tiện thiết bị lấp hố sụt và tiếp tục theo dõi xử lý nếu sụt lún tiếp tục xảy ra, sớm có cảnh báo cho các hộ dân xung quanh khu vực. Những vụ cháy kinh hoàng diễn ra ở Hà Nội những ngày qua như một hồi chuông cảnh báo về thực trạng mất an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy tại những cơ sở kinh doanh nhà trọ, dịch vụ lưu trú. Tuy nhiên, nhiều cơ sở vẫn phớt lờ về sự an toàn tính mạng và tài sản của khách thuê, để rồi thay đổi kết cấu ngôi nhà, tạo ra những hộp ngủ rất chật chội, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại một cơ sở cho thuê hộp ngủ trên phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội, căn nhà 4 tầng nhưng có khoảng 30 hộp ngủ tương đương với 30 con người cùng chung sống. Cầu thang bộ dẫn lên các tầng trên nhỏ hẹp, chỉ vừa một người đi. Với thiết kế mỗi phòng được chia thành nhiều khu hộp ngủ, chỉ chừng 2m2, căn nhà không có lối thoát hiểm thứ hai, tầng thượng bịt kín cũng không khác gì chuồng cọp. Xe điện thì vẫn được để chung trong nhà, bất chấp nguy cơ về mất an toàn phòng cháy. Trên thực tế, mô hình hộp ngủ không hề mới và nó cũng giúp giải quyết vấn đề cơn khát thuê nhà giá rẻ, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Tuy vậy, vẫn chưa có lực lượng chức năng hay văn bản cụ thể nào để xử phạt mô hình này. Những ngày qua, người dân tại nhiều nơi phải sống trong thời tiết nắng nóng oi bức. Có những thời điểm trong ngày ghi nhận nền nhiệt lên đến 40 độ C. Về đêm, mặc dù nền nhiệt có giảm nhưng cảm giác vẫn rất oi bức. Để có một giấc ngủ ngon thì nhiều gia đình phải bật điều hòa để sử dụng. Tuy nhiên, mới đây một người phụ nữ tại Phú Thọ đã phải vào bệnh viện cấp cứu vì dấu hiệu lạ sau một đêm nằm trong phòng điều hòa mát lạnh. Thức dậy sau một đêm ngủ trong phòng điều hòa, một người phụ nữ 47 tuổi, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ, không nhắm kín được mắt phải, miệng méo, ăn uống rơi vãi. Người này nghĩ rằng mình bị đột quỵ nên vội vàng đến trung tâm y tế huyện Cẩm Khê. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị liệt mặt do nhiễm lạnh. Bệnh nhân được chuyển sang điều trị hồi phục chức năng tại khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng liệt mặt của bà đã được cải thiện nhưng chưa hồi phục hoàn toàn. Liệt mặt ngoại biên có nguyên nhân chủ yếu do lạnh, bởi dây thần kinh số 7 ngoại biên nằm sát với bề mặt da nên rất nhạy cảm với nhiệt độ. Nếu gặp lạnh đột ngột, mạch máu sẽ co lại, gây tổn thương thần kinh số 7 ngoại biên. Liệt mặt không nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân nhưng dẫn tới các vấn đề về thẩm mỹ, tâm lý người bệnh, ảnh hưởng đến công việc, ăn uống, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Các chuyên gia y tế khuyến cáo để tránh tổn thương dây thần kinh số 7 ngoại biên vào mùa hè, người dân không nên mở điều hòa quá lạnh, cần giữ ấm đầu, mặt, cổ, tránh gió lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột, không tắm quá khuya. Nếu bị thì cần đến ngay các trung tâm y tế để chữa trị, không chữa theo các phương thức dân gian dễ dẫn đến bị teo cơ, liệt mặt vĩnh viễn. Một trong những vấn nạn khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chuẩn bị diễn ra đó là việc mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ cho mục đích gian lận thi cử. Để kỳ thi được diễn ra an toàn, công bằng, minh bạch, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng ban chỉ đạo thi đã vừa chia sẻ về công tác chuẩn bị cũng như là các phương án đảm bảo cho kỳ thi. Trong nhiều năm qua, việc phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao được Ban chỉ đạo thi các cấp coi là việc quan trọng, phải được thực hiện kỹ từ giai đoạn chuẩn bị, tích cực phối hợp với lực lượng công an. Để có thể phát hiện, ngăn chặn thiết bị gian lận thi cử, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tập huấn cho tất cả các cán bộ làm thi.
Tiếp đó, thì công an các tỉnh thành phố tiếp tục tập huấn về nhận diện các thiết bị công nghệ cao và nguy cơ thí sinh có thể sử dụng cho đội ngũ cán bộ giáo viên làm công tác thi tại các địa phương. Xác định lấy phòng ngừa, nhận diện, ngăn chặn là chính, trong đó tiếp tục đề cao công tác con người. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đẩy mạnh công tác truyền thông để thí sinh hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc bị phát hiện gian lận và xử lý nghiêm với những trường hợp cố tình vi phạm. Ngày 24 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM cho biết đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Asanzo. Vậy đâu là lý do khiến nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo bị bắt? Hãy cùng phóng viên Trà Buổi Tối tìm hiểu ngay sau đây. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam đối với bị can Phạm Văn Tam, 44 tuổi, quê Quảng Ninh, tạm trú quận 11, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tập đoàn Asanzo về tội trốn thuế. Hình thức tạm giam cũng áp dụng đối với bị can Phạm Xuân Tình, 39 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo. Trước đó, ngày 11 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Phạm Văn Tam cùng Phạm Xuân Tình về tội trốn thuế theo khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty Asanzo, Phạm Xuân Tình đã làm theo chỉ đạo của Phạm Văn Tam, ký các hợp đồng nguyên tắc với nhiều công ty, sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Asanzo. Đồng thời sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. Qua đó nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là gần 15,8 tỷ đồng. Khoảng 6 rưỡi sáng nay, khi cơn mưa tầm tã kéo dài từ đêm qua chưa ngớt, nhiều người đi trên đường Nguyễn Trãi, đoạn qua hầm Thanh Xuân hướng từ Hà Đông đi ngã tư Sở Hà Nội, cảm thấy kỳ lạ khi thấy công nhân trên một chiếc xe bồn vẫn thản nhiên phun nước tới cây. Và nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên về hành động tưới cây dưới trời mưa như vậy. Và ngay lập tức, hình ảnh này đã gây ra nhiều luồng tranh luận trên mạng xã hội. Mới đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện bức ảnh ghi lại cảnh một chiếc xe bồn đang phun nước tưới cây dưới trời mưa to. Chiếc xe bồn mang biển số 29H49124. Phía sau xe, một công nhân đội nón dùng vòi từ bồn xe phun nước xối xả xuống các luống cây nằm giữa giải phân cách. Hình ảnh được chụp bên dưới tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, khu vực đường Nguyễn Trãi, đoạn qua hầm Thanh Xuân. Ngay khi hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người dùng tỏ ra khó hiểu bởi trong khi trời mưa tầm tã thì công nhân lại tưới cây gây lãng phí tiền của và nhân lực. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin này. Sở đã giao cho lãnh đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cùng phòng cây xanh chiếu sáng để kiểm tra. Đồng thời, đơn vị đã lập tức chỉ đạo nhắc nhở toàn bộ công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội chấn chỉnh tình trạng trên.